như con nai lang thang đi tìm lá. Em như con chim khát khao tung cánh giữa bầu trời. Bạt ngàn nắng gió, bạt ngàn mây, bạt ngàn núi biếc, bạt ngàn cây. Trời xanh bao la, rừng xanh bao la, ngọc linh nghe. Lên cao, lên với ngọc linh, về với cội nguồn, về với rừng già, về với đại ngàn mà nghe gió hát. Hát dưới mặt trời và khát con suối ngàn. Khát trời xanh bao la, khát rừng xanh bao la, và như em khát anh. Cho con nai về với núi, cho tình yêu đôi ta. Hát với suối ngàn và hát như thác rào. Anh cửa rượu đêm nay, men rượu còn đêm nay, tình ta thêm ngất say. Hãy
ra. Cô muốn đang trẻ, trẻ ra năm nay thôi. Mạng ở trên internet cũng nói về cái sâm trà bi của mình, nó có rất nhiều công dụng mà nó cũng là một cái sản phẩm quốc gia. Mà cái sâm này được nói nó là nhiều saponin tốt nhất thế giới. Thế thì đầu năm thì vợ chồng nhà chú cũng đồng thời kết hợp là vào đây để xem chợ và mua những cái đồ dùng cần thiết, nếu gia đình có mua để dự trữ để cho bồi dưỡng cái sức khỏe, đồng thời là cũng là đi một cái cách là đi du lịch thăm thú vùng Trà My này, cũng là cảnh vật con người rất là tốt mà nhiều sản vật. Định là sẽ mua một ít cái nấm lim xanh, thấy quả cũng tác dụng ngăn ngừa là bồi dưỡng cơ thể, đồng thời là thải loại độc, và mua cái sâm ngọc linh về bồi dưỡng sức khỏe, đồng thời dự trữ đấy, nếu trong gia đình có những người ốm đau gì thì là sử dụng. Thì nghe cái tiếng của cái quế của ngọc linh, cái quế của Trà My là rất là nổi tiếng thế giới từ ngày xưa. Thế ở gia đình thì cũng có một cái doanh nghiệp tức là xuất khẩu nông sản, nếu muốn vào đây kết hợp, đồng thời đi chợ, đồng thời là có kết hợp công việc, nếu mà liên kết mà với nhau được, với gia đình được, và lôi kéo một số cái khách hàng nước ngoài về để cùng kết nối, nếu mà xuất được cái sản phẩm của mình được thì cũng là đấy là một cái muốn làm như thế. Hiện nay thì là đang xuất tức là sản phẩm thô, tức là những cái vỏ quế ấy. Cái vỏ quế này thì đối với những người Nhật hay là người Hàn Quốc hay là Ấn Độ thì người ta dùng để làm gia vị, còn Hàn Quốc với Nhật thì họ cũng là gia vị và ăn uống, đồng thời họ sử dụng để làm cái xông hơi rất là nhiều. Thì chú vẫn là đang xuất những cái đấy, nhưng mọi khi là vẫn xuất những cái sản phẩm quế ở ngoài Bắc, ở các tỉnh ở phía Bắc, Hoàng Liên, Sơn, Lào Cai. Cái chất lượng thì xem sơ qua thấy chất lượng cái quế Trà My này có vẻ tốt hơn, thì muốn là kết nối để mà làm cái việc đấy.